xin chào anh em lại là mình Tùng Lộc đây à, chào mừng anh em đến, đến với channel YouTube của mình à, ngày hôm nay thì mình sẽ review cho hai anh em à, cho anh em hai cái con tướng à, thường thường một chung thôi à, con Artemis và cái con Athena hai con này thì thuộc à, cái class Legendary nhưng mà nó có skill khá là hoành tráng và đặc biệt là khá nhiều anh em sở hữu những con tướng này Thế thì à, trước khi review nó thì mình à, sẽ roll cho nó ít dòng cho nó hoành tráng thực sự là ô cổ bà phải ngon đấy à, thực sự là đáng nhẽ là muốn review thì mình phải trên nó lên level 25 à lên 10 để ra skin. Thế tuy nhiên là do thời gian của mình hơi hạn chế nên là mình uh, chưa có thời gian để farm được, mình còn mấy con chưa farm được lên skill thôi. Múa đại vậy. Ú uh, em thông cảm. Thực ra thì có những con tướng ấy, skin của nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Nhưng mà đúng là có những cái con tướng thì skin của nó là một cái gì đó cực kỳ khác biệt. Rất là nhiều anh em khi mà xem clip của mình thì cũng có nói là anh ơi anh phải roll con này con kia đến level uh, này level kia nó mới khỏe. Thôi được rồi, bởi vì mình không có thời gian đấy, nên là mình nghĩ là À, à, anh em nói như thế là mọi người xem clip là cũng biết rồi à, là phải luôn con này con kia đến à, đến à, à, chơi con này con kia đến level mấy có skin thì nó mới khỏe à, thôi à, cứ thế nha à, <laughs> nghe cũng hợp lý nhỉ cho mình lười tí ừ, lên tiền ối già dạ. cái map uh, toilet Town này là một trong cái map dễ nhất của cái uh, game uh, Skibidi này à, từ trong map này thì anh em có thể farm được nhiều tiền tuy nhiên à, việc mà farm uh, tiền thì nó không thể đưa đến những cái con unit của sự kiện được anh em muốn mà có những con núi sự kiện thì anh em phải farm những cái map sự kiện cơ, à, đúng thật là cái map ấy nó hơi 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 củ chuối tí. Uh. có những cái map phải nói thật là khoai anh em ạ, phải nói thật là khoai. mình cảm thấy là vô cùng vất vả khi đánh những cái map như thế nhất là cái map sự kiện lần này kiểu như vậy. cảm thấy như là mình không thuộc về thế giới này vậy, tại sao mà trên một cái map còn con thôi mà nó cũng khó như vậy? ta ta ta, ta, ta. xây con hacker này ra để lùa gà nào, bắn chết nó đi anh ơi hai cái con Artemis và Athena này mình đoán là nó khá là cứng rắn đấy anh em ạ không phải là dạng bừa đâu mặc dù chỉ là legendary thôi tuy nhiên là mình nghĩ là chưa cần chưa cần phải 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 uh, xây ra để review thì mình cũng áng áng chừng được là cái con uh, Artemis này là một cái thế lực khổ báo bởi vì là hiện tại bây giờ mới có 3.000 con thôi không hiểu sao lại ít như vậy hay là lỗi lỗi game lỗi game lỗi game chăng, chứ làm sao lại có thể ít như vậy được nói thật với anh em ấy rất nhiều uh, map rồi Tuy nhiên là vẫn chưa thấy cái map nào mà lại có con tướng nào mà qua được cái con hacker TV Man ở thời điểm này Nó cực kỳ khủng khiếp luôn Đánh đam cũng tương đối là lớn đây này, 2002 DPS ở level 2 này Nhưng mà cơ bản là nó tạo ra cho người ta cái cảm giác cực kỳ thích Đấy là nó làm cho quái đội bạn quay đầu Quay đầu mà không phải trình bày nhiều Quay đầu lên phương tất cả lên phương anh em xem này để này sáu k luôn đánh nhưng mà này quay đầu liên tục không đi được mấy thằng mafia toilet này già ý già thôi được rồi xây nhân chính chúng ta thôi ui con Artemis này nó to mình tưởng tượng anh em ạ, skin gì đây, dao cạo râu à? passive là dao dép, bao full cloud is when enemy cool close, steal, continue, blast enemy Ui sợi ơi, con này á, à, thằng nào mà gần nó nó cạo râu gần chết luôn, đây anh em nhìn lưỡi cạo râu của nó này, ui sợi ơi Nâng cho các chú xem, ui DPS 500, quá khủng khiếp luôn, 1 3200, 3 Ú, 5.000, 9.000, 9.000 anh em ạ một con số à, tưởng chừng như phọt phẹt nhưng chúng ta còn phải xem và chúng ta xây được bao nhiêu con và sức mạnh nó nhảy đã Dù vậy thì à, với cái con số 9.000 này thì tôi có thể à, cho rằng là tầm ảnh hưởng của con Artemis này à, à, Lên những cái à, quay cuối nó không hề lớn Tuy nhiên chúng ta có đây, chúng ta có đánh Blast, đánh Lan và Đến gần này còn bị Cạo Dâu nữa anh em ạ Thằng nào hư đến gần Cạo Dâu luôn Con này cho lên level 3 cho nó sợ lộn, ôi Cạo Dâu luôn, đấy đấy đấy, Cạo Dâu luôn <laughs> à, Nhận xét một chút về con à, Artemis này nha anh em nhé, con Artemis này à, ngoại hình chỉ cool ngầu đứng xa thì bắn đánh sáng cũng khá là ổn Tuy nhiên thì cái việc nó cạo dâu thì có vẻ là nó không phải là một anh thợ cạo chuyên nghiệp cho lắm Trông đánh rất là ồn ào này, anh em có thể xem này Đây hiện tại cái con hacker của tôi nó đang cực kỳ khủng bố nên là Úi Nói chung là con hacker này ngại mỗi con bot ở quay cuối rồi Chứ còn cái tầm từ quay 1 đến quay 49 nó chả ngại ai cả Chúng con bot ở quay cuối thì nó lại kháng quay đầu Con Artemis này tôi cho nó 7 điểm nha anh em nhé Đấy, không phải là là một cái con tướng mà Úi chà chà, đây là Athena của chúng ta Athena của chúng ta, DPS 375 Nghe chừng là còn yếu hơn cả Artemis Với skin khi mà cái gì đấy, ở xa bắn blazer quen gần thì đánh bằng TV à, Có thể đánh hai đam cùng một lúc Nói chung là ở xa thì bắn súng mà ở gần thì chiếu TV cho nó xem chúng Tôi cũng xem là DPS 12k anh em ạ Ở đây, 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 ở gần có vẻ như là con Athena mạnh hơn con Artemis rất nhiều Cái tầm đánh cũng rộng hơn, 70 so với 45 Anh em ạ, 70 so với 45 Hai con đều là Critical 3 À, con này là DPS 12k và con này là 9k như vậy là với DPS nhỏ hơn tận 3k tầm đánh nhỏ hơn tận uh, 25 thì chúng ta sẽ có một cái con Artemis yếu hơn con Athena rất nhiều như vậy là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ quay sang review Athena 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 khá ổn tôi sẽ xây Athena bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ nhiêu con ý yeah. nhà mình là đại gia mà xây đây em ơi Úi trời Athena này được cái đánh xa lên này anh em cứ xây tẹt nhá lướt nhanh như một cơn gió luôn Tôi sẽ xem uh, tôi lướt map này vào đi ạ Úi ơi, Có ông thì ông cứ bảo mình là Anh anh ơi anh anh review cái con uh, uh, Upgrade Sona Titan đi Đùa chứ bảo người ta review mà lại không cho người ta mượn tướng Thì review kiểu gì cho anh mượn tướng em ơi Con Artemis uh, mình sẽ vứt ra ngoài Và như vậy là lựa chọn ngày hôm nay của tôi là Athena Xin lỗi các bạn tôi bật loa hơi to nên là chúng nó bắn nhức đầu quá rồi. Con Athena Nó có uh, có thể bắn bằng cả tay lẫn cả màn hình của nó con Athena này ngoại hình tôi cho 8,5 Cực kỳ cool ngầu Animation cho 9 điểm Bây giờ đêm DPS như thế này thì chúng ta cũng không thể cho điểm cao được Tuy nhiên nó quái nhau nên là con này uh, xác nhận tổng điểm rơi vào khoảng độ 8,25 anh em ạ Không phải là một con số uh, thấp ở thời điểm này đâu Con này thực sự là đáng để chơi đấy Con này thì có rất nhiều anh em ạ uh, Athena này em có khoảng độ 300 ngàn con rồi Cho nên là nếu mà anh em nào đang sở hữu con này thì em có thể thử xem sức mạnh của nó nha uh. Tôi buồn ngủ quá tôi không hiểu tại tại sao mà dạo này tôi đi tôi tôi làm video lại buồn ngủ như vậy à, tối thì cứ khoảng 11 giờ đêm tôi 11 giờ đêm 11 rưỡi tôi ngủ sáng là sáng là 5 giờ rưỡi là tôi dậy để tôi chạy grab rồi à, ấy à mới quay 41 thôi và chúng ta đã gặp những cái khó khăn nhất định đó là sau khi con Lager Spiderman bị à, tiêu hủy hacker Còn hacker à. chiếu đi đúng rồi cho nó quay đâu đi à, cứ khoảng độ năm rưỡi tôi dậy tôi đi làm à, đến 11 giờ đêm tôi lại ngủ đúng rồi ừ, tôi buồn ngủ quá anh em ơi cứu tôi với à, ngày xưa thì đi học thì buồn ngủ bây giờ thì... Đi ngồi chơi game buồn ngủ này không hiểu là kiểu gì Buồn ngủ quá Ngày bé có lần tôi học tôi ngủ luôn trên bàn đang trong một giấc mơ nồng nàn thì ăn ngay một cái thước vào đít khổ cứ đi chơi thì không sao anh em ạ cứ về nhà ngồi học buồn ngủ dính cái mắt rồi. <laughs> tôi bị dị ứng với việc học thì phải Đấy, có cái thằng tôi đọc báo ấy nó bị dị ứng với việc học cứ học là mắt nó sưng vù lên mình cứ học buồn ngủ thế mà lại còn bị ông già ông bà đánh đít ảo ma thật chứng tỏ bệnh của tôi ngày xưa khá nặng thế bây giờ <laughs> bây giờ tôi chơi game nó còn buồn ngủ nữa đây rồi chứng tỏ bệnh của tôi đã đến giai đoạn là nghiêm trọng rồi bệnh này là phải có nhiều tiền thì mới chữa được anh em ạ ơi 10 phút rồi mà chúng ta đã đi đến quay 47 như vậy là arena không tồi một chút nào Ô, bây giờ chúng ta sẽ mở khóa skill của nó đây mới level 3 thôi trời ơi ai cày cho tôi đây ấy à tôi bạn khá là điên cuồng à, với một con tướng legendary mà trụ đến ở thời điểm này thì tôi thấy không có gì đáng ngạc nhiên cả bởi vì là chúng ta có sự giúp sức của hacker à, hacker tv man. đấy Tuy nhiên là con Athena phải nói là sau mấy con Legendary thì nó khá mạnh Có thể nói thời điểm này nó cũng phải mạnh hơn con này. Any Geiser rồi anh em ạ Con này đánh AoE nhá đánh AoE nhỏ thôi Nhưng mà vẫn là AoE à, Không có nào đánh AoE toàn phần, chỉ AoE một phần thôi AoE này hơi bé Những cái con tướng bây giờ ấy Nó không thể mạnh bằng những cái con tướng trước được Nên là người ta bắt đầu thêm cho nó những cái ability Đấy, Đuôn Blaster Bắn hai súng cùng lúc Hình nhờ, cao bồi hai tay hai súng Ồ, 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 Anh em cứ bảo tôi review cái con upgrade Sona Titan, không biết con này có mạnh không nhỉ Để con mượn review phát Ôi giời ơi, một phát choáng luôn Gì, con này mà đánh chỉ có cái con Counter Titan là, là nó kháng lại thôi anh em ạ Cả cái con gì nữa nhỉ con toilet, con toilet thì xấu xấu ấy, tôi quên quên mất tên là cái gì uh... toilet inventor à. Ờ con đấy có cái hai cái giáp ở, ở tay. Ấy. Cũng kháng được khối, khối đòn đấy. kháng choáng này này. Đấy, tuy nhiên thì uh, nếu mà gặp con bốt này thì uh, anh em nói là phải dùng Microphone Man này rồi dùng uh, hacker Titan speaker man đi. Mấy con đấy bây giờ mình cày lỏ ra là còn chưa lên được. Chưa lên được. Microphone Man thì mình không có. Có người thì bảo là dùng con Ice True, nó thật là con con Ice ai gì mà phun băng đi chậm ấy mình mượn tung cả cái công ty lên rồi không ông nào có cái con đấy cả ố đâu đâu con này anh em cứ bảo nó một tỷ máu nó chỉ có khoảng 112 triệu thôi đây này đấy, không phải một tỷ máu đâu anh em ạ con này chỉ có khoảng hơn 112 triệu thôi một tỷ máu không không hút được nó đâu đấy, anh em xem kỹ nhá nó chỉ có khoảng 112 triệu thôi đây là đang 107 triệu này 700 bao nhiêu nghìn này ai già không ăn được anh em ạ tôi quyết định xây uh, Artemis ra để trừng trị con này Artemis đánh luôn Úi giời không có cái con nào mà đánh xuyên giáp nhỉ à, à đánh đánh thẳng vào máu nhỉ ngày xưa trước khi update ấy thì cái con này toilet này à, đập nó dễ lắm các bạn mà đi đến uai 49 mà nhẹ nhàng như thế này rồi thì các bạn đập nó dễ lắm thậm chí là kể cả cái con hacker tv man này một mình nó vượt insane là chuyện bình thường tuy nhiên là thời điểm hiện tại ấy, tôi vẫn chưa tìm được cái đội hình nào mà nó phổ thông một chút để có thể giới thiệu đến anh em để nó vượt qua được cái con Necromancer này ý mình cần làm cái phổ thông à, một đồ hình quen thuộc mà gần như là ai cũng có thể có ai cũng có thể sở hữu không biết là anh em biết cái đồ hình nào ngon ngon mà nó phổ thông cơ tức là nhiều người có cái con unit đấy cơ để mình giới thiệu cho nên các bạn chưa biết hay cả kể cả mách cho mình với mình cũng chưa biết được cái con nào vượt qua được chứ còn bem 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 như này là đến đây làm như này là chắc chắn là con này nó sẽ tìm mình rồi không có gì đáng ngạc nhiên cả kể cả đi đến đây nó còn 4 triệu máu thì nó vẫn sẽ vượt qua mình thôi chính vì dạo này không có thời gian test nhiều ấy. Kể từ cái lúc có các bạn đã này <laughs> cho nên là mình chưa thể đưa ra một cái đội hình nào cho anh em xem cho nó để vượt con bố này cho nó hoành tráng cả tất đấy làm tiếc Từ sau đi nữa thì đối với hai cái con Athena và Artemis này thì mình có thể đưa ra một cái nhận xét à, theo cái ý kiến chủ quan của mình nhé đó là con Athena này khá mạnh anh em có thể xem này DPS lên đến 12k tầm đánh 70 và nó có AOE một phần tuy nhiên AOE này của nó khá là rộng khác hẳn với cả cái con Artemis này đấy uh, Artemis 7 điểm nhé còn Athena cho 8 điểm uh, không thực sự hoàn hảo để mà vượt được uh, cái map cuối này tuy nhiên thì bây giờ không phải không phải tất cả mọi con unit đều có thể vượt được cái map đấy ngay cả đối với những con đi chứ đừng nói là Legendary đây đội hình của mình hiện sở hữu những cái con uh, như thế này uh, anh em xem qua và cho mình cái lời khuyên uh, có người nói là con uh, Evin Squid con này ăn không nhỉ hai con điệp viên này ăn được nó không nhỉ con điệp viên này chắc con ở đâu secret agent và evan secret agent hai con này con là bốt đâu chỉ có cái con cao từ tay tình này thế họ ăn được bốt đấy này con này ăn được bốt này ability của nó này lấy tất cả kẻ thù trên bản đồ lấy điểm trung bình máu và speed boost start depending thế họ anh em bảo con này ăn được này con cái con rockstar này con này khả năng con này không uh, ngôi sao là rock Ok anh em ạ, à, như vậy là mình à, đã review cho anh em về sức mạnh của con Athena và Artemis Tuy không phải là những chiến binh hoàn hảo Tuy nhiên là ở những cái à, vị trí của nó thì nó đã làm tốt hơn mong đợi rồi Đấy, Kể cả những cái con Astronaut này nói thật là nó yếu nhưng mà xây rất đẹp Mình thích những cái con như thế này à, à, Cảm ơn anh em đã xem video clip của mình Mình hôm nay mình xin dừng clip tại đây Xin à, cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ à, mình là Tù Gạch.net anh em nhé uh, Có uh, con Akman, con này <cười> <cười> Nhìn ghét phải Hello, bye bye anh em